Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 455 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2021 này quý bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2021 màu đỏ này các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn và cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ những cái nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Dàn lốp cũng còn rất là dày các bạn này. Đấy, dàn lốp rất dày và rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy được rồi đấy ạ. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp, từ nước sơn cho đến cái dàn lốp này rất là đẹp. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Hệ thống đèn pha là hệ thống đèn pha là đèn bi rồi các bạn nhé. Đèn bi, đèn gầm đủ cả và chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả còn rất là mới luôn các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chủ xe thì cũng đã lắp thêm vè che mưa rồi. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây các bạn này, dành cho chiếc xe Toyota 1.5e số tự động các bạn nhé. Chỉ 5,74 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì 7,53 lít, còn nếu như ngoài đô thị có hơn 4 lít thôi, 4,7 lít thôi các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Ở phân khúc hạng B sedan thì chiếc xe Toyota Vios này được rất là nhiều người sử dụng, một bởi vì máy móc khung gầm thân vỏ rất là bền bỉ, thứ hai nữa là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Và hệ thống đèn hậu cũng là hệ thống đèn full led rồi bạn này, và rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe cũng như là về phần keo chỉ của chiếc xe các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn này. Toàn bộ từ keo chỉ cũng còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa còn nguyên bản này. Toàn bộ về phần táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp rồi. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe này đã lăn bánh được 5,2 vạn rồi các bạn nhé, 5,3 vạn rồi. Đấy, màn hình sẵn, màn hình nguyên bản keo xe rồi này. Đấy, trần rất đẹp luôn này. Nội thất màu kem, nội thất có ghế da rồi ở phiên bản E số tự động, cho nên là xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da nguyên bản theo xe rồi. Và chủ xe cũng đã lót sàn rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, sản xuất bởi Toyota Việt Nam các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, còn rất mới luôn các bạn nhé. Chìa khóa thì đầy đủ luôn rồi các bạn này, rất là đẹp luôn, không khác thì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. 2021 mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi, rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái luôn các bạn nhá. Toàn bộ từ táp bi đến hàng ghế sau này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất rất mới, rất là đẹp, trải sàn da rồi. Phần nỉ trần cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất là đẹp, rất là mới. Và nội thất màu kem thì rất là sang, xịn mịn rồi. Và đây là chiếc cốp sau. Cốp sau thì bạn thấy đây ạ, toàn bộ ở những cái phần cốp sau này, từ keo chỉ cốp sau này còn nguyên bản hết này. Đấy,
Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là nguyên bản chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, những cái phần nỉ này, lót cốp sau này đều rất là mới luôn các bạn xem này. Tất cả này, từ những cái phần nỉ này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Rồi thì cái lót cốp sau đây các bạn xem này, tất cả này đều như một chiếc xe mới này. Đấy. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ các bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Một chiếc xe này không khác gì xe mới các bạn ạ. 2021, tính ra là 3 năm sử dụng rồi, nhưng mỗi một năm chạy có hơn vạn thôi. 5 vạn 2, mỗi một năm tính ra hơn 1 vạn, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp. Chủ xe thì chạy ít mà lại giữ gìn, cho nên là xe rất là đẹp luôn này. Keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa phía sau, bên phụ này, tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, cũng toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là mới đây các bạn này. Chìa khóa còn nguyên đủ 3 chìa và còn mới tinh đây, vẫn còn bọc ở trong những cái ni lông mà lúc ở nhà máy bàn giao cho chủ xe như thế nào là nó còn nguyên như vậy đây các bạn. Đấy, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận, đi ít mà lại giữ gìn. Đã có lắp thêm cam hành trình rồi này. Đấy, toàn bộ nội thất đều rất là mới, toàn bộ mới từ trần cho đến những cái phần nội thất ghế da. Đấy, tất cả những con ốc này là đều chưa có con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Đấy, động cơ thì tôi vừa mới nổ máy lên, tôi còn chưa tắt máy đây, máy vẫn đang nổ mà rất êm luôn các bạn ạ. Vì chiếc xe này mới chạy có hơn 5 vạn thôi, không khác gì một cái động cơ mới luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, nguyên zin từng con ốc, ốc chân máy này còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo tất cả là còn nguyên bản hết luôn, nguyên zin hết luôn này các bạn này. Nguyên zin của nhà sản xuất, chưa có sửa chữa, chưa có thay thế tí nào, và cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả ở cái phần động cơ này đều rất là mới. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2021 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT các bạn nhé, tức là gọi là hộp số tự động đấy ạ. Đấy, rất là mới luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E số tự động, sản xuất năm 2021, lăn bánh được hơn 5 vạn km. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 455 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã.
Thank you.